Liên tiếp hai chương trình mới nhất của VTV do bà Tạ Bích Loan làm người dẫn chương trình đang bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội về nội dung, tính cách và mục đích của nó nhắm tới. Chương trình thứ nhất có tên Chia sẻ để làm gì, nhắm tới MC Phan Anh, khi người MC này có một status trên trang Facebook của anh, chia sẻ những suy nghĩ về hiện tượng cá chết tại miền Trung. Bà Loan và khách mời là Đại tá Công an, Tổng biên tập tờ Đại đoàn kết Hồng Thanh Quang, đấu tố anh MC này không khác gì hình ảnh của những ngày cải cách ruộng đất. Nếu chia sẻ để làm gì, mang màu sắc đấu tố một người, thì chương trình thứ hai có tên Làm từ thiện để làm gì, lại có mục đích tấn công hàng ngàn người trong và ngoài nước, khi họ dấn thân vào công việc từ thiện. Trong vai trò người dẫn chuyện, bà Tạ Bích Loan đưa ra gợi ý rằng, việc làm từ thiện đang dẫn tới hậu quả nào đó có hay không? Và để cho lương tâm của chúng ta không áy náy, mình được ăn ngon, mình ngủ ngon ấy, thì liệu mình có đang làm cái gì đó không có lợi, thậm chí là có khi còn gây hại cho người được nhận những món quà của mình không? Câu gợi ý có tính định hướng ấy, câu trả lời của khách mời là tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng và Nghiên cứu Phát triển, đã làm cho người xem phẫn nộ và hàng chục ngàn ý kiến xuất hiện trên mạng xã hội, phản ứng dữ dội về phát biểu của ông sau khi được bà Loan mớm lời. Tôi nghĩ là chúng ta với tất cả những cái tâm và cái dụng ý tốt của mình thì cũng nên có ý thức về những cái mối nguy như thế. Tôi lấy ví dụ như là khi chúng ta đem những cái quần áo ở dưới xuôi hoặc là quần áo ở có cái design của nước ngoài đến và đưa cho người dân tộc ở chẳng hạn. Người dân tộc mặc chẳng hạn. Thì về mặt lâu dài họ sẽ có một cái tác động là người ta sẽ đánh mất cái bản sắc văn hóa của họ. Và họ sẽ thay vì họ mặc những cái đồ thổ cẩm và thứ của họ thì họ sẽ mặc những cái quần áo của bên xuôi. Vậy đấy là một cái tiềm năng để gây hại, và chúng ta cần ý thức rất là rõ về chuyện đấy thay vì chúng ta cứ làm một cách vô tư. Đấy, tôi không nói là nó có hại lập tức hoặc là có hại đến mức độ như thế nào, nhưng đấy là một cái ví dụ của cái việc gây hại. Hai chương trình 60 phút mở này được tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện nhìn dưới góc nhìn văn hóa như sau. Cái chương trình 60 phút mở thì đến nay đã là của Đài Truyền hình Việt Nam do bà Tạ Bích Loan là chủ của cái chương trình đó, thì tính đến nay là đã là số thứ hai. Số thứ nhất thì nói về chia sẻ để làm gì là dư luận mạng vô cùng là căm phẫn và cho rằng là đây là một cái màn đấu tố trắng trợn đối với lại MC Phan Anh. Chương trình thứ hai ấy, thì là chương trình là làm từ thiện để làm gì? Đấy là một câu hỏi đặt lên như thế. Thì bản thân cái câu hỏi đó đã mang một cái sự không thành thật, đã mang một cái ác ý và đã mang một cái tâm địa độc ác rồi. Làm từ thiện để làm gì? Hỏi một câu như thế là đã đánh vào cái người làm từ thiện. Mặc dù là có thể cái tác giả chương trình này đã sẽ đặt ra những vấn đề thẳng thắn về vấn đề từ thiện. Ví dụ như là có những người, các những cái cơ quan công an hoặc là cơ quan công quyền ở các tỉnh biên giới phía Bắc ấy, cản trở, ngăn cấm và không tiếp nhận từ thiện. Mà tôi là một trong những nạn nhân của cái việc đó đấy. Có thể rằng là chương trình này đặt vấn đề về những người đã lợi dụng cái danh nghĩa từ thiện để mà kiếm trác, hoặc là về mặt tiền bạc, hoặc là về mặt danh tiếng, vân vân. Thế nhưng mà cách đặt một cái vấn đề bởi một cái câu hỏi đầu tiên là làm từ thiện để làm gì thì cho thấy một cái tâm địa ác độc của cái người đặt ra cái câu hỏi đó. Qua đây người ta mới đặt vấn đề rằng là cô Tạ Bích Loan đã làm cái chương trình để làm gì. Đấy, những cái câu hỏi ở đây thì vẫn thể hiện một cái vai trò cả vũ lốc miệng em của cái cô Tạ Bích Loan. Khi mà điều khiển một cái chương trình ấy, thì không dẫn dắt mà là áp đặt, không để cho khách nói mà là mình tranh nói, không để diễn giải những cái vấn đề tốt đẹp của những cái tâm nguyện của những cái người làm thiện nguyện mà lại chọc vào những cái sự từ thiện và thể hiện một cái tâm địa không tốt. Đặc biệt là người ta phản ứng đối với lại cái ông tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, cái một cái ông tiến sĩ học ở Áo về, tôi tưởng là đã thấm nhuần những cái tư tưởng mới mẻ, phóng khoáng, nhân ái của những cái nước châu Âu mà ông đã học. Thế nhưng mà khi về đến Việt Nam ấy, thì ông phát biểu những cái câu như thế, thì tôi cho rằng là ông không hiểu gì về văn hóa, càng không hiểu gì về từ thiện, và ông không có tư cách gì để phát biểu về những cái vấn đề này cả. Thế thì nó đã vấp phải một cái sự phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng và của cư dân nói chung. Thì nói tóm lại đấy, cái chương trình mà 60 phút mở này có thể ban đầu nó được triển khai từ một cái format gì đấy của nước ngoài tốt, nhưng khi mà nó thực hiện đấy thì nó trong đấy nó phơi bày cái trình độ của cái người mà
làm cái chương trình này là bà Tạ Bích Loan. Đồng thời nó cũng phô bày một cái tâm địa của một người phụ nữ này, đấy là bà Tạ Bích Loan. Và nó phơi trần những cái vị khách được mời đến là những người mà có vấn đề về mặt nhân cách. Câu phát biểu của ông Đặng Hoàng Giang xét về khía cạnh văn hóa hay nhân văn đều có vấn đề. Bản sắc văn hóa không được gìn giữ với tâm thức cứng ngắc và gò bó. Bất kể sự cần thiết cao hơn, đó là lòng nhân đạo, cần phải ưu tiên trước bất cứ giá trị dựa dẫm nào. Bản sắc văn hóa được hình thành từ hành vi vô nhân đạo, chỉ là một thứ bản sắc nhằm trình diễn, chứ không có giá trị nhân văn, là cái gốc của mọi thực hành và kế tục văn hóa. Nhà văn Nguyễn Viện nhận xét về việc bảo tồn bản sắc mà ông Giang phát biểu. Trong cái nhiều dịp mà đi lên cái vùng cao đó, tôi cũng đang có dịp tiếp xúc với nhiều người làm văn hóa hay là làm văn, làm báo. Thì có một cái sự sai lầm rất lớn trong cái việc mà người ta gọi là bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc đó. Hay là những người làm du lịch cũng vậy. Họ quan niệm một cách rất đơn giản là cần phải giữ nguyên trạng nó để làm du lịch hoặc là để bảo tồn bản sắc. Thì thực ra anh thấy là trong cái vấn đề này á, về cái việc bảo tồn như thế là tôi có cảm giác như là người ta muốn biến những cái vùng đó hay những con người ở đó thành những cái đồ chơi hay là cái thứ giải trí để cho khách du lịch, giống như là người ta đi tham quan sở thú vậy. Cái đó là một việc. Cái thứ hai, tôi thấy rằng nó hoàn toàn nó thiếu cái tính nhân văn ở cái chỗ là con người ai cũng muốn sướng, ai cũng muốn có nhà cao cửa rộng, có mọi cái thứ phương tiện tốt đẹp. Thì tại sao một cái người ở cái vùng cao đó lại không cho người ta có cái quyền ước ao đó? Trong khi về mặt con người trước thực tế hay là một công dân trước pháp luật, tất cả đều bình đẳng như nhau. Một người Mông, người Mèo, người Thái hay người Nùng thì người ta đều có cái quyền, trách nhiệm cũng như quyền lợi hưởng thụ xã hội, hưởng thụ tất cả những cái gì thành tựu của xã hội như người Kinh. Không có lý do gì mà chúng ta lại duy trì cái tình trạng lạc hậu đó để mà làm du lịch hay để bảo tồn văn hóa một cách thực sự là rất vô nhân đạo. Nếu mà nói về bản sắc văn hóa thì tôi tự hỏi là liệu mấy ông mấy bà làm cái chương trình đó họ có đóng khố hay là mặc thay lực từ chuồng như là ngày xưa không? Họ có làm một cái thứ mà truyền thống như ông Trừ Đồng Tử không? Hay là bây giờ họ cũng mặc vest, cũng caravat, cũng tất cả mọi cái thứ hàng hiệu của Tây Phương hiện nay? Thì cớ gì lại bắt người ta ở những người kia là phải mặc thổ cẩm? Nhà báo Sương Quỳnh tuy khá trầm tĩnh trước cơn sóng dư luận đang ập tới với chương trình 60 phút mở của VTV, cũng không giấu sự ngạc nhiên vì cái nhìn lệch lạc của người trách nhiệm chương trình này, bà nói. Mình cũng rất khó nói bởi vì họ nhiều khi cái cảm nhận của những người mà người ta không thực tâm ấy mà. Họ không diễn đạt được, hiểu hết được những cái tấm lòng của những người làm từ thiện đâu. Bởi vì những người làm từ thiện mà nếu người ta thực tâm làm từ thiện họ âm thầm, họ không có muốn đưa những cái danh tên tuổi ra. Người ta không dùng cái chữ từ thiện nữa, họ không dám dùng cái chữ từ thiện nữa. Mà họ dùng cái từ là người ta chia sẻ. Vì chỉ có những người nào chia sẻ bằng cả tấm lòng thì họ mới thông cảm, mới thấu hiểu được những cái điều của những người người ta làm thực sự từ thiện, người ta làm vì cái điều gì. Người ta không vì danh tiếng mà họ chỉ muốn chia sẻ với những nỗi niềm, những cái nỗi đau của người khác. Còn người ta cảm nhận được, người ta thông cảm được. Còn những người ta không chia sẻ được cái điều đó, họ làm chỉ vì danh tiếng, họ vẫn muốn được phải có một cái gì được mang lợi lại thì họ sẽ phát ngôn cái kiểu như thế. Bất cứ quốc gia nào cũng từng nhiều lần nhận và chia sẻ từ thiện tới các quốc gia khác. Trong những chương trình xóa đói giảm nghèo hay trợ giúp y tế, Việt Nam đã nhận không ít tài trợ từ ngoại quốc và không ai đặt ra câu hỏi mục đích việc trợ giúp của họ là gì. Thế nhưng đối với những tổ chức NGO hay cá nhân, việc làm từ thiện tại Việt Nam là hành động vượt lề, không được chấp nhận. Có không ít đoàn thể làm từ thiện bị ngăn cản, từ chối, thậm chí bị tịch thu khi không muốn giao quà cho chính quyền địa phương phân phối cho người nhận. Hầu hết trong các trường hợp, việc giao quà cho địa phương là phương thức bất khả kháng, vì biết rằng những phần quà ấy sẽ rất khó đến đúng tay người nhận, đó là chưa nói tới việc ăn chặn công khai của chính quyền địa phương, mà ngôn ngữ báo chí gọi là xà xẻo. Lý giải hành vi cấm cản này, nhà văn Nguyễn Viện cho biết nhận xét của ông. Xuyên qua những gì mà tôi thấy, thì tôi có thể nói như vậy. Cái thứ nhất, không phải đến bây giờ, mà hầu như là từ rất lâu rồi, không nhớ về từ 6 năm, 7 năm tới giờ đó, thì tôi thấy tất cả những cái hoạt động mà mang tính từ thiện mà tự phát đó, gần như là luôn luôn không được nhà nước chấp nhận. Bởi vì tôi có cảm giác như là có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất đó, là nhà nước vẫn độc quyền cái sự từ thiện. Cái sự độc quyền đó, nó mang ý là nhà nước không muốn dân chúng mang ơn ai ngoài đảng. Cái ý thứ hai
nó cũng hơi, nó thực sự thì nó hơi tồi tệ, và chính báo chí trong nước cũng đã đưa tin, tức là nếu mà không tập trung vào một chỗ của chính quyền thì họ lấy gì để xa xảo. Ngay như cái vụ mà mới nhất là cái vụ mà gọi là hỗ trợ cho những ngư dân ở những cái vùng mà bị cá chết ở miền Trung á, thì báo chí trong nước cũng đưa tin là ngay cả những cái chuyện như vậy, bi thảm như thế mà người ta vẫn cứ xa xảo. Ý nghĩa quan trọng của việc làm từ thiện đối với từng cá nhân, đó là làm cho lương tâm mình bớt dằn vặt trước bất công, thiếu thốn, đau khổ của người khác. Mỗi lần cho người cơ nhỡ một ít tiền, người lương thiện cảm nhận mình đã vứt đi một ít cắn xé trong lòng trước bất hạnh của người khác. Thượng đế cho con người tính thiện, và đó là khác biệt rất lớn giữa người và những động vật khác. Những đứa trẻ vùng cao thiếu thốn quanh năm, và cái đói, cái lạnh luôn là nỗi ám ảnh của chúng. Chưa giúp được đói, thì việc mang lại manh áo ấm cho chúng là cần thiết. Cần thiết hơn tất cả mọi luận điểm, xem ra cao quý, nhưng hoàn toàn xa xỉ, nếu không muốn nói là đi ngược lại với lòng nhân ái mà loài người vốn có. Bản sắc văn hóa nếu cần được gìn giữ như quan điểm của ông tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, thì ngay cả nếu giữ được cũng không giúp ích gì cho các cộng đồng thiểu số, mà còn có tác dụng ngược lại. Nó sẽ hằn sâu vào lòng người dân vùng cao, vì họ bị xem như những con rối bằng rơm, không biết ăn, không biết rét, mà chỉ biết trình diễn qua manh áo thổ cẩm được ca tụng là bản sắc văn hóa. Bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số được người làm văn hóa trong phòng lạnh định nghĩa theo công thức cho và nhận. Vì vậy, người nhận phải nằm trong một khung sườn nào đó, phù hợp với toan tính của người cho, mà bản sắc văn hóa là một trong những chiếc khuôn mang nặng quán tính cộng sản. Ông Đặng Hoàng Giang được cộng đồng mạng xã hội chú ý bởi vì ông là một Việt kiều Áo và đang giữ chức phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng và Nghiên cứu Phát triển. Trong vai trò này, ông chưa làm được gì cho các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam, và trách nhiệm nghiên cứu phát triển của ông nếu đặt nền tảng trên những gì ông phát biểu trong chương trình VTV khiến người ta đặt câu hỏi, làm sao phát triển trong cái khuôn lạnh lẽo và chủ quan như vậy?